Phải đó. Cao cao không, có chuyện lớn rồi. Mày không thấy tao đang làm gì hả? Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, lúc tao đang có nhã hứng thì nội bất xuất ngoại bất nhập, đi ra ngoài cho tao. Nhưng mà tụi tao Điền nó kéo đến đây đông lắm cậu, nó đứng trước cổng đập phá nhà mình kìa cậu. Là sao hả? Gia nhân đâu? Đuổi tụi nó đi chứ. Dạ dạ. Nè, tao nuôi tụi bay để chân kiển hả? Dạ, tại tụi nó đông quá, với lại hung hăng nữa, tụi nó muốn đòi gặp cậu. Nếu cậu không ra, tụi nó không đi yên đâu cậu. Mày kêu đứa nào đó chạy lên xa nhà báo quan, nói có bộ người gây rối cướp bóc. Dạ dạ, tụi nó đi rồi, nhưng mà đợi xe nha tới thì tụi nó đã làm loạn rồi. Thằng Lực nó cầm đầu tụi tá Điền đến nhà mà đập phá đó cậu. Cái gì? Thằng Lực. Thằng Lực hả? Dạ. Lại là thằng Lực đó sao? Tôi quan ra kìa, hắn chịu ló mặt ra rồi kìa. Đó, bà con nó ra kìa, nó ra kìa, nó ra kìa, nó ra kìa, đó đó, ra kìa, ra kìa, đó đó đó, tới rồi kìa, đó kìa, tránh ra coi. Dạ dạ. Tụi bay đứng ở đây làm cái gì mà đứng như trời trồng vậy? Bộ sợ cái đám này hay sao hả? Bác. Dạ. Mày vô xu chó ra đây cho tao. Đứa nào dám bước chân vô nhà tao, đập que cho. Đứa nào chết, tao chôn đứa đó. Dạ. Tô Hoàng, mày đừng làm phách. Tụi tao nhìn mày lâu lắm rồi. Sao? Không chịu nhịn thì tụi bay làm gì tao? Tao đã cho người gọi quan quân tới đây rồi. Đứa nào làm càng, tao sẽ cho ăn đòn mềm xương. Sau đó kêu quan nhốt vô đại lao. Mày dám không? Thích mày đó. Anh em ơi, hôm nay mình phải liều mạng với thằng chó tụi Hoàng này mới được. Thôi được rồi, bà con, xin mọi người hãy bình tĩnh. Tô Hoàng, tụi tôi là tá điền của nhà cậu. Tụi tôi muốn đến đây để gặp chủ đất của mình, để thương lượng, chứ không phải kiếm chuyện gây hấn. Xin cậu hãy bớt nóng giận. Cái gì? Mày vừa mới nói cái gì? Không gây hấn mà tụi bay kéo cả đám tới đây. Cả đám đứng trước nhà tao sủa nhau nhau như vậy, tụi bay tính chơi chiêu, vừa ăn cướp vừa la làng đúng không? Tụi tôi đến đây giáp mặt cậu để thưa chuyện. Cậu thấy đó, tụi tôi không cầm vũ khí thì làm sao gọi là đến đây gây rối cướp bóc được. Cậu đừng ngậm máu phun người, vu oan giá họa cho chúng tôi. Lực, tao còn lạ gì cái bản mặt của mày. Chuyện này mày là đứa cầm đầu tất cả những đứa gây rối ở đây đúng không? Tôi nói rồi, tôi với bà con tới đây không phải để gây rối. Nhưng nếu cậu cứ hung hăng châm dầu vào lửa thì tôi khó mà nói chuyện phải trái với cậu được. Và tụi tôi sẽ lên trấn gặp Trịnh lão gia để thưa chuyện với lão gia biết ông chủ hồi nào tới giờ cho tụi tôi thuê đất mần ăn sinh sống yên ổn bao nhiêu lâu nay. Nhưng mà cậu lại đưa ra điều khoản mới khắc nghiệt như vậy, làm sao chúng tôi sống nổi? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Đi gặp Trịnh lão gia có lý hơn. Mai ra Trịnh lão gia còn nghĩ tới tình, còn giảm nhẹ cho tụi mình. Đúng rồi. Đúng rồi, hy vọng là như vậy. Tụi bay dám hả? Chuyện này ta cũng đã thưa qua với nhà phụ của ta rồi, và cũng đã được người chấp thuận rồi.
Tụi bay tính lương lẹo cũng không có ích gì đâu. Tụi tao không tin. Hồi nào giờ tụi tao vẫn yên ổn làm ăn như cũ, tự nhiên việc làm ăn vô tay mày thì lại có biến. Cái chuyện này chắc chắn là do ý của mày, chứ lão già không bao giờ quyết định như vậy đâu. Đúng rồi, cậu chèn ép tụi tôi để lập công với nhạc phụ chứ gì. Đúng là đồ chuột sa hủ nếp, muốn làm lấy le đây mà. Chứ còn gì nữa. Cậu Tâu Hoàng, cậu coi sao cho đặng. Không á thì tụi tôi kéo lên trấn gặp trịnh lão gia để hỏi cho ra lẽ. Đứa nào dám qua trấn làm phiền ông chủ, tao cho gia nhân đập que cho. Cậu Tô Hoàng, tôi nghĩ cậu nên có cách giải quyết ổn thỏa cho anh em tá điền chúng tôi, chứ để mọi người lên trấn thì chuyện bé xé ra to. Ông Trịnh muốn an hưởng tuổi già, cho nên mới giao cái điền sản này cho cậu cai quản. Vậy mà chưa được bao lâu lại xảy ra chuyện, tôi e là Trịnh lão gia sẽ phiền lòng lắm đó. Tôi biết cậu vừa muốn mang lợi cho Nhạc gia, cho nên mới thay đổi giá thuê đất với giá thu mua lúa. Nhưng cậu không nghĩ rằng cậu có cơm thì tụi này cũng phải có cháo. Đúng rồi thì mới nai lưng ra làm thuê cho cậu được. Cậu bóp hầu ức hiếp chúng tôi thì làm sao tụi tôi có thể tiếp tục làm công cho cậu được. Vậy tụi bay muốn cái gì? Tụi bay cứ nói hoạch toẹt ra đi. Chúng tôi chỉ muốn cậu bỏ hết những điều khoản mới và mọi thứ trở lại như cũ. Đúng để rồi, chúng tôi yên ổn làm ăn thôi. Đúng rồi. Anh Lực nói phải á. Tụi bay dám dở giọng đòi hỏi với tao sao? Không có đất của nhà tao thì tụi bay lấy cái gì mà làm thuê? Tụi bay bày đặt lên mặt hả? Đúng là ăn mày mà đòi soi gứt. Đúng là lũ chó. Được rồi bà con, bà con hãy nghe tôi nói. Nếu già néo sẽ đứt dây, xin bà con hãy bình tĩnh. Cậu tính già quá non. Cậu nghe câu đó bao giờ chưa? Tụi tôi tuy làm thuê làm mướn thiệt, nhưng con Dung có xéo lắm cũng sẽ quằn. Tất cả chúng tôi sẽ đi làm thuê cho làng khác. Đúng rồi. Đất ruộng nhà cậu bỏ hoang, lúc đó cậu ráng mà lựa lời ăn nói với ông chủ. Đúng rồi. Được rồi. Để tình tụi bay làm công cho gia đình tao bao nhiêu lâu nay, tao sẽ nghĩ lại. Nhưng mà tao nói trước, chuyện này một mình tao không quyết được, để tao hỏi ý của lão gia. Mày đừng có kiếm chuyện, rồi cất trâu để lâu quá bùng. Mày phải trả lời dứt khoát ngay trong ngày hôm nay. Đúng rồi, phải trả lời. Nếu tao không trả lời ngay hôm nay thì tụi bay sẽ làm gì? Cái thứ tụi bay thấy tao xuống nước rồi bày đặt hăm dọa tao hả? Ông, tụi bay có gan dám làm gì thì làm thử cho tao coi. Thôi mà. Mọi người hãy nghe tôi nói. Những gì cần nói thì ta đã giáp mặt nói hết rồi. Chúng ta cũng cần để cho cậu Tô Hoàng có thêm thời gian để thu xếp. Vậy thì tôi thay mặt cho anh em tá điền kỳ hẹn cho cậu 3 ngày. Nếu như sau 3 ngày cậu vẫn im hơi lặng tiếng thì dân làng ở đây sẽ làm theo những gì chúng tôi đã nói. Tụi mình cũng đừng ép người quá đáng. Cái mình cần là tiếp tục được lãnh đất để cày cấy, để nuôi gia đình, chứ không phải truy cùng đuổi tận. Nhưng nếu sau 3 ngày mà không có câu trả lời thỏa đáng thì tôi xin hứa với bà con, tôi sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Đúng rồi, tôi nói vậy bà con nghe có phải không? Anh Lực đã nói vậy thì tụi mình nên rút về đi. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta không cày cấy gì hết trơn hết trọi á. 3 ngày sau rồi tính tiếp. Đúng rồi đó, bây giờ mình về không làm gì hết trơn á, đợi 3 ngày. Đi về. Tụi tôi tin anh nha anh Lực. Vậy mình về bà con ơi. Đúng rồi, về bà con ơi. Về gì hết á. Về bà con ơi. Tụi tin anh đó. 3 ngày sau á, mình lại mình tính với thằng này. Cậu chủ à, cậu tính sao cho đặng nha cậu? Chớ tụi nó mà ông kéo lên trấn gặp lão gia á
thì mình phiền phức lắm á. Tao không cần mày dạy khôn. Cậu à, nói đi cũng phải nói lại, do cái thằng Lực này á, bày vẽ ra mọi chuyện, bọn kia nó có biết gì đâu mà đòi hỏi này nọ kia. Nó biết cậu sợ quai của ông chủ, lấy đó làm nư ép cậu đó. Mày câm cái miệng của mày lại đi. Nó là cái thá gì mà nó ép được tao? Và bây giờ cậu tính sao đây? Tao đang tính, tao cho mày một bạt tay để mày câm cái họng lại. Biến đi, cút khỏi mắt tao. Dạ dạ. Đi vô. Dạ dạ.